Xin chào quý vị và các bạn. Năm 2023, ở thành phố chỉ có lèo tèo vài dự án giao thông về đích, còn lại đa số chậm tiến độ. Tuy nhiên tới năm 2024 sẽ có khác biệt, hứa hẹn bùng nổ dự án hạ tầng giao thông sẽ về đích. Dự kiến sẽ lên tới 38 dự án về đích, trong đó có rất nhiều dự án trọng điểm lớn, nhiều quan trọng, như đường nối đường Trần Quốc Hoàn đường Cộng Hòa, hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ, một số gói thầu của nút giao thông An Phú, nút giao thông Mỹ Thủy, mở rộng quốc lộ 50, cầu Phước Long nối quận 7 với huyện Nhà Bè. Và dự án 13 năm thi công hơn 19 km, rất đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh là tuyến đường sắt đô thị số 1, kỷ lục về ngập lụt tiến độ, cũng sẽ dự kiến vào tháng 7 năm 2024 khai thác. Đây cũng là lần thứ mấy nghe dự kiến tàu chạy, không biết lần này đã chắc chưa? Cho nên khi đưa được số dự án trên về đích, sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Đồng thời nó xóa bớt tên tuổi dự án đó, ra khỏi danh sách dự án có tiến độ lê thê hết năm này qua năm khác, giúp giảm bớt lãng phí tiền của công sức trong nhiều năm. Hiện thành phố có tổng cộng 10 hầm chui, thì trong số đó có 7 hầm chui đã hoàn thành. Còn lại 3 hầm chui vẫn đang thi công. Nhưng hy vọng trong năm 2024 có nhiều tích cực cho ba hầm này. Đầu tiên là hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ, nằm ở quận 7, được khởi công năm 2020. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 830 tỷ đồng. Nhưng tới nay dự án này quá chậm tiến độ, mỗi năm làm chỉ hơn 10% tiến độ. Do vậy có thể mọi người cũng không còn nhớ tên tuổi của dự án này nữa. Và hầm này có thông tin mới là dự kiến thông xe cuối năm 2024. Ở khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, sau gần một năm thi công, hầm chui công viên Hoàng Văn Thụ có mức đầu tư 200 tỷ đồng. Nó là một phần của dự án mở rộng đường nối Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa dài 4 km nhằm giúp giải cứu ùn tắc cửa ngõ sân bay. Hầm chui đang được đẩy nhanh thi công, đạt khoảng 50% tiến độ, dự kiến thông xe trong tháng 7 tới. Và hầm thứ 3 đang thi công tại thành phố, chính là hầm chui An Phú như hình ảnh. Khởi công cuối năm 2022, tới nay đã hơn một năm thi công. Hiện chỉ mới có 4 gói thầu xây lắp đang thi công trên công trường. Nên trong năm 2024, chủ đầu tư đặt mục tiêu triển khai 6 gói thầu xây lắp chính còn lại, để kịp hoàn thành toàn bộ công trình vào 30 tháng 4 năm 2025. Đồng thời ngay trong năm 2024, dự án sẽ hoàn thành trước 4 gói thầu trên 10 gói thầu đang thi công. Đó là 2 gói thầu của hầm chui bao gồm đoạn hầm chui số 1, hầm chui số 2. Gói thầu cầu Bà Giạt, cầu Rồng Ông Tố. Do vậy cũng dễ hiểu trong năm 2024, thành phố với 38 dự án về đích và thêm nữa là nhiều dự án vào guồng để tiếp tục hoàn thành đầu năm 2025 thì năm nay số tiền được giao phải tiêu, đổ về cũng rất lớn. Vốn đầu tư công được giao năm 2024 là 79.263 tỷ đồng. Đây là con số lớn chưa từng có trong lịch sử đầu tư công của thành phố. Thành phố tiếp tục đặt mục tiêu tiêu tiền cho năm 2024 là 95%. Đây cũng là một thách thức, vì năm 2023, thành phố được giao thấp hơn là 68.634 tỷ đồng, nhưng tới đầu tháng 12 năm 2023 chỉ tiêu được có 45%, tức chưa được một nửa vốn được giao. Khu vực thi công hầm chui của đoạn số 2 trên đường cao tốc, tới nay cũng chỉ hoàn thành nền bê tông hầm cho 5 đốt. Đốt còn lại như đã thấy, chưa được đổ bê tông, có thể là để tạo lối đi thi công cho nhánh cầu Bà Giạt nằm trên cùng. Tới 3 nhánh cầu Bà Giạt, gần như đã xong bê tông 8 bản mặt cầu. Còn các vị trí khớp nối các nhịp với nhau thì chưa đổ bê tông. Hầm chui đoạn số 2 trên đường cao tốc này có tiến độ khá chậm, hầu như không thay đổi gì nhiều trong mấy tháng qua. Chỉ thay đổi nhiều là thi công của gói thầu cầu Bà Giạt.
và phía trước là phần hầm chui hở từ đường cao tốc rẽ trái sang đường Mai Chí Thọ, nó thuộc đoạn số 2 kéo sang. Hiện vẫn còn đang thi công cọc, chưa có mét đất nào được đào xuống. Tại vị trí này sẽ tiếp giáp đoạn 1 và đoạn 2 của hầm chui, hiện nhà thầu đang làm kho bãi. Mỗi đoạn sẽ do hai liên danh nhà thầu khác nhau thi công. Tại vị trí hầm hở cuối đoạn số 1 đã đổ bê tông được đốt hầm đầu tiên. Dễ thấy, nền bê tông hầm nằm rất sát với mặt đất. Sau đó nhìn sang đốt hầm thứ 2 đang lắp thép thì dốc xuống, và độ sâu của nó xuôi dần sâu hơn mặt đất. Vì vậy phần hầm tiếp giáp giữa hai đoạn hầm chui số 1 và số 2, ngay chỗ lán trại, sẽ chạy sát mặt đất, nên đoạn hầm hở nối hai đoạn hầm chui 1 và 2, sẽ không chênh lệch nhiều về độ sâu với mặt đường hai bên. Như hình ảnh, thì hầm chui đoạn số 1 nằm trên đường Mai Chí Thọ đang tấp nập thi công. Nếu so với hầm chui đoạn 2 nằm phía trên, thì nút giao này có khả năng về đích sớm hơn. Hiện hầm 1 này có tới 2 vị trí thi công hầm hở. Phía cuối đoạn 1 thì như hình, chuẩn bị đổ bê tông cho đốt hầm hở thứ 2. Còn phía đầu đoạn 1 ở phía trước cũng đang thi công hầm hở rất khí thế. Đây là đoạn đầu của hầm chui đoạn 1, bê tông nền hầm ở lối lên xuống cũng được vài đốt, và tiếp tục đang đào đất cho đốt hầm tiếp theo. Tại ngã ba này có lưu lượng giao thông giờ nào cũng rất đông, toàn xe container. Nơi này sẽ có hai nhánh cầu vượt N3 và N4, rẽ từ đường Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống để về cảng Cát Lái. Ngoài hai nhánh cầu vượt N2 đã có nhà thầu, thì hai nhánh N3 và N4 cũng đã tìm được nhà thầu thi công. Chúng thầu là liên danh CNCO 8 và công ty Thiên Hoàng. Giá trúng thầu là gần 236 tỷ đồng. Hiện mặt bằng đã sẵn sàng nhưng cả ba nhánh cầu vượt chưa thấy nhà thầu vào thi công. Còn tại gói thầu hai nhánh cầu Rồng Ông Tố thì tiến độ nhánh bên phải nhanh hơn, đã đổ bê tông được bản mặt cầu. Còn nhánh trái chỉ mới gác dầm dọc và cũng đang thực hiện liên kết ngang cho các dầm dọc.